Chào các bạn đã đến với kênh học toán của thầy Max. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn một cái vấn đề, một cái sai lầm khi xét phương trình bậc 2. Cái giảng toán này là giảng toán mà cho các bạn học sinh ôn thi vào lớp 10, ôn thi trường chuyên. Và một số bạn đã gặp phải sai lầm, do đó thầy muốn đưa ra trao đổi các em để giúp các em giải toán được có độ chắc chắn và đạt được điểm tối đa khi gặp những giảng toán như thế này. Đó là ta xét bài toán sau. Ở đây là một sai lầm khi xét phương trình bậc 2. Đấy. Bài toán của thầy như sau, đó là tìm m để cái phương trình m cộng 1 x bình phương trừ m x trừ 1 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Thế thì lời giải sai lầm, tức là lời giải của một bạn học sinh, đấy, của một bạn học sinh như sau, của một học sinh như sau. Đó là bạn nói ra để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì điều kiện, điều kiện ở đây bạn đặt điều kiện là delta phải lớn hơn hơn 0. Đấy. Tìm điều kiện để cho delta lớn hơn 0. Và lúc đó bạn biến đổi delta. Ở đây b là trừ m, tức là trừ m bình phương trừ đi 4ac. Trừ đi 4 nhân với a là m cộng 1. Nhân với c là trừ 1 lớn hơn 0. Đấy, các bạn tính delta. Và cái này bạn khai triển ra thì đấy là m bình phương trừ với trừ là cộng. Đấy các bạn nhé, 4m cộng 4 lớn hơn 0. Đấy. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy đấy là một cái hàng đẳng thức. Và cái này sẽ tương đương với m cộng 2 tất cả bình phương lớn không. Đấy. Và bạn cho rằng cái này để lớn hơn không thì điều kiện ở đây là m cộng 2 phải khác không, tức là m khác trừ 2. Đấy. Vậy điều kiện của bạn đấy là m khác trừ 2. Theo các em, bạn giải như thế đã được chưa? Đấy, lời giải sai lầm. Vậy bạn giải sai ở đâu? Bạn giải sai ở đâu? Ở đâu? Đâu? Vì sao đấy? Lời giải sai ở đâu? Bạn giải sai ở đâu? Vì sao? Vì sao? Đấy. Thì ở đây thầy phải phân tích cho các bạn biết là phương trình bậc 2 như thế này thì bạn đã ngâm định muốn áp dụng được tính được delta thì phải là hệ số A phải khác không? Do đó ở đây bạn quên đặt điều kiện hệ số A khác không. Muốn có hai nghiệm phân biệt thì phương trình này phải là phương trình bậc 2. Có đúng hai nghiệm nhé. Có đúng hai nghiệm thì phương trình này phải là phương trình bậc 2. Đấy. Do đó đây phải cần có điều kiện nữa. Phải cần có điều kiện phân tích sai lầm. Phân tích sai lầm. Tức là phải cần cần có điều kiện này là hệ số A phải khác không. Đấy. Muốn phương trình bậc 2 có hai nghiệm điều phân biệt thì ngoài điều kiện delta lớn hơn không, cần phải cần có điều kiện hệ số A khác không, tức là điều kiện để phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt đều phải là chính xác, ở đây phải là hệ số A phải khác không này và delta hoặc delta phải lớn không, phải là điều kiện này mới chính xác các bạn này nhá. Đúng hai nghiệm nhá. Có hai nghiệm phân biệt đấy, đúng hai nghiệm phân biệt này. Được chưa các bạn nhá? Vậy lời giải đúng. Lời giải đúng là gì? Lời giải đúng. Giải đúng. Đấy, thì bạn chỉ cần bổ sung cái điều kiện là A khác không nữa. Do đó bạn phải nói rằng điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Có hai nghiệm phân biệt là, ở đây bạn phải viết ra hệ thống điều kiện này, hệ số A khác không và delta lớn hơn không. Đấy bạn nhá. Và cái này sẽ tương đương thì các bước này cũng giống như ở trên kia, chỉ cần thêm điều kiện này nữa này, bởi vì điều kiện này bạn đã bị sót nhá. Vậy cái này sẽ tương đương với là hệ số A đây là gì? Hệ số A đây là m cộng 1. Đấy, do điều kiện ở đây là m cộng 1 phải khác không nữa nhá. Đấy, tức là hệ số A đấy là m
cộng 1,0. Còn delta ở đây bạn sẽ tính ra đây chính là cái này đấy. Chính là m bình phương cộng với 4m cộng 4 này phải lớn hơn 0. Đấy. Và tương đương với đây là m khác gì? Khác trừ 1. Đấy. Rồi đây là m cộng 2 bình phương lớn hơn 0. Đấy. Để bổ sung cái điều kiện m trừ 1 bạn đã thiếu, tức là sai lầm về nhận thức đấy. Vậy cái này sẽ tương đương với điều kiện ở đây là m phải khác trừ 1, rồi m khác trừ 2. Đấy. Vậy có nghĩa là m khi vậy chỉ khi là m không thuộc cái tập này, đó là trừ 2 trừ 1. Vậy điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt, tức là m phải thuộc cái tập không được thuộc tập trừ 2 trừ 1. Nói một cách khác là m khác trừ 1 và khác trừ 2. Đấy. Vậy nguyên nhân sai lầm đó là bạn vội vàng kết luận cho rằng đó là phương trình bậc 2. Tuy nhiên đấy chưa phải là phương trình bậc 2. Đấy. Nên nhớ bạn đã vội vàng cho rằng đấy là phương trình bậc 2 nhưng mà chưa phải phương trình bậc 2. Bởi vì hệ số A vẫn còn tham số. Cho nên đấy, khi giải phương trình bậc 2 các em phải lưu ý là hệ số A đã khác không hay không. Nếu hệ số A mà chưa khác không thì các bạn phải xét các bạn nhé. Ở đây chúng ta không xét trường hợp A bằng không nữa, bởi vì điều kiện là có hai nghiệm phân biệt này, do đó hệ số A phải khác không các bạn nhé. Và các bạn nhớ cho thầy một điều rằng điều kiện để một cái phương trình bậc 2, một cái phương trình mà có dạng bậc 2 có hai nghiệm phân biệt là hệ số A phải khác không. Đúng hai nghiệm phân biệt nhé, đúng nhé, đúng các bạn nhé, đúng hai nghiệm phân biệt nhé, hệ số A khác không này và delta lớn không, hoặc là các em tìm điệt ảm cho điều kiện, ảm cho điều kiện delta phải lớn hơn lớn không. Tùy thôi, cái nào thuận tiện hơn là, bởi vì là cái delta và delta phải này có mối quan hệ với nhau. Đấy, hai cái này cùng dấu với nhau, hai đại lượng này là cùng dấu. Đấy, các bạn nhé. Vậy ở đấy thầy muốn trao đổi cho các bạn đang ôn thi vào lớp 10, ôn thi vào cái trường chuyên. Ngoài các vấn đề cụ thể ra thì các bạn cũng phải phòng tránh những cái sai lầm khi giải toán, đặc biệt là phương trình bậc 2 có tham số. Khi gặp một phương trình bậc 2 có tham số, xét là các em phải cẩn thận giữ vào điều kiện của A. Đấy. Chẳng hạn muốn có hai nghiệm phân biệt thì điều kiện ở đây là gì? Phải liên quan không chỉ chắc delta lớn không mà phải có đấy, delta lớn không này và phải có hệ số A khác không nữa nhé. Chẳng hạn như lời giải của bạn ở trên đấy đã sót điều kiện delta hệ số A khác không. Do đó nếu mà kết luận như thế này là kết luận không chính xác. Mà muốn đúng bài toán này em mơ phải khác một nữa cơ nhé. Một nữa cơ, khác trừ một nữa cơ. Vậy điều kiện chính xác ở đấy phải là em mơ phải đồng thời khác trừ một và trừ hai. Tức là em mơ không được thuộc cái tập trừ hai trừ một, tập hợp của hai phân tử này. Các bạn nhớ nha. Đấy. Thì vấn đề này tuy là một số bạn là thấy là bình thường thôi, nhưng mà xét về một vấn đề độ chắc rồi là có thể thi vào thì nó chỉ lệch nhau một chút thôi. Các bạn tạo ra cái độ chắc, đấy là một cái sai lầm mà phổ biến học sinh hay gặp các bạn nhé. Cuối cùng chào các em, hẹn gặp lại các em trong vấn đề trao đổi vấn đề toán học tiếp theo, dạy và học tiếp theo các bạn.